Chào tất cả các bạn nha. Đầu video cho mình là chúc sức khỏe đến tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm bẫy gắn nha bạn ơi. Mình thăm cái luồng bẫy gần nhà mình nha. Thì luồng bẫy này có tổng cộng 4 mấy cái bạn. Thăm cũng được 4 5 chiến này. Chiến nào cũng được 2 kg 2 kg mấy chứ các bạn. Thì thử xem thế luồng này hôm nay mình thăm được nhiêu nha các bạn. Thì mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi thăm bẫy gắn nha. Rồi tới bẫy bạn ơi, cái bẫy đầu tiên nha. Cái bẫy đầu tiên trống lỏng bạn ơi, không thấy gì hết, nhà hiều luôn, chuột còn luôn. Ồ chết con gắn bạn ơi, chết con gắn hô hành mini. Em chuột dữ quá, em chuột làm thịt rồi các bạn. Rồi cái đầu tiên tới cái tiếp theo bạn ơi, cái này lâu lắm rồi, chín được có một con ngựa luôn, tới giờ biết lâu rồi. Nặng nặng không bạn? Ồ con hành bạn ơi, con hành, con hành này, con hành sống đầu tiên nha, không có lý bạn, cũng được hai lạng rưỡi vậy bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, ở đây mình có một cái nữa nha, chín được con hành bạn ơi. Ngon, con này con thứ hai nha bạn. Chút mà mình bắt một lượt một luôn nha, bắt từng con lâu bạn. Tiếp tục bạn ơi, đây mình có con cái nữa nha, cái này ăn được con hành nè bạn. Hình như có phân bạn ơi, có phân dính ở đây miếng nè bạn. To bạn ơi, to. Im. Này, trời con nè. Hay Quy ơi, đã chưa Hay Quy ơi. Nó chiếu ánh nắng luôn nè bạn, nhìn thấy đã hả bạn ha. Rồi, im. Chút xíu mình ra kia mình bắt cho bạn xem nha. Quá sướng rồi bạn ơi. Mới dính được con nữa bạn ơi. Cái này còn chuột luôn. Hai anh em ở chung nhà. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4 con nha bạn. Anh bắt em nó ra nha bạn. Mới bắt con hổ hành chung với con chuột. Đây là con thứ hai nha. Con này tầm cũng khoảng 3 lạng các bạn. Còn hai con đó, hai con trong đó mới bự các bạn. Có con nhất các bạn ơi. Hơi mệt, sáng giờ chắc cũng cả nửa luồng bẫy à bạn. Không biết Hai Quy bên kia có gì không nữa, để chút xíu mình gọi Hai Quy thử các bạn ha. Hai Quy bữa nay thua mình chắc luôn. Rồi thôi tạm dừng các bạn, chút xíu bắt hai con kia ra tiếp nha. Tiếp tục con là con thứ ba nha bạn. Đây, con này 3 lạng chắc luôn bạn ơi. Quá ngon. Rồi, con này mới ngon nè nha bạn. Con này chắc không biết vô nhức nổi không. Thấy cũng khá khá nó mà không biết sao nè bạn. Ra đi, sớm ra mày, trốn hoài trong này vậy, co gút con này luôn bạn ơi, nó chịu ra.
gắn là làm như cái bẫy mình nó im hay sao nó chịu ra bạn. Kiếm cái cây mình chọt nó, bắt đầu nó ra nha bạn. Quá đã bạn ơi, trời trời nè, ra đi, vô vô kèo bạn ơi, vô kèo bạn ơi. Ê Quy ơi, nó đã, Ê Quy ơi, vô nhất rồi, không có đường nào mà không nhất nổi nha con này. 6 lạng rưỡi tới 7 lạng xiền luôn, quả đã. Sáng giờ bắt con này là sướng tay nhất nha bạn, gắn nhất đầu mùa nha, quá ngon. Nghĩ mệt bạn ơi, mệt quá trời mệt rồi, thăm nãy giờ thêm cái chục cái nó không dính chân bạn, còn 4-5 cái nè bạn, coi nè phượng đẹp bạn, phượng nở gực cái chân. Hè sắp về nha bạn ơi, ghê hồn thật chứ, cây đẹp nguyên hàng phượng, quá trời quá đất. Hướng hướng này nó đẹp nè bạn, ghê, ngược mặt trời tối. Mời bạn uống nước nha, chờ đường nha bạn, uống xong rồi mình tiếp tục mình đi nữa bạn ơi, gắng thăm cho nhanh nhanh để hay Quy đợi mình bạn. Rồi coi tiếp theo bạn ơi, cái này chiến rồi dính được con nhất nè bạn, neo 6 cái quận thăm mới dính được con. Rồi trọng lỏng. Ê, có hàng bạn ơi, không ngựa bạn ơi, không ngựa. Em này cũng khá khá bạn, tới dính được cái dính hoài luôn ha. Đây con không ngựa nãy nè bạn, con này nó là cuối cùng luôn nha bạn ơi, hết luôn 7 à. Nó chuẩn bị bò ra nè, nhú đầu ra liền thấy không, cắn liền, vừa ra là táp liền, nó mà ổ chó mà nó quơ nè 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 nè. Rồi thôi mình tạm dừng nha, mình bỏ vô trong cái lưới rồi chút xíu bắt đầu cái mình sẽ tổng kết cái số gắn bên này cho bạn xem. Con này cũng được bạn, khoảng 5 lạng ổ chó. Rồi số gắn của mình bữa nay được nhiêu nè bạn, này chắc tầm khoảng 3 kg các bạn, 2 kg mấy 3 kg, 5 con hành với con ngựa, con hành nhất khoảng 6 lạng rưỡi bạn. Rồi thôi mình cũng tạm dừng video lại tại đây nha bạn, chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chờ hay Quy chút xíu nữa mình về mình đi giao gắn luôn bạn ơi.